Nối tiếp câu chuyện ở phần 1, thì như chúng ta đã biết, sau khi Fettler Đờ mang xác của người anh em rời khỏi trái đất, thì một con alien lai với Fettler Đờ đã chui khỏi người của Scar. Ở trong con tàu vũ trụ này có chứa rất nhiều biến chủng ký sinh trong bình dung dịch. Một thợ săn Fettler Đờ đang khám nghiệm tử thi, thì đột nhiên bị tấn công bất ngờ. Một đồng loại của nó nghe tiếng kêu rất thanh liền lập tức chạy đến nổ súng. Phát súng đó xuyên qua bên ngoài con tàu khiến nó về trái đất. Hai bố con nhà này đang đi săn thì trông thấy thứ gì đó rơi xuống. Khi hai người chạy đến xem thì thấy nó là một con tàu vũ trụ. Sau khi rơi xuống trái đất thì tất cả sinh vật biến chủng đã thành công thoát ra ngoài. Kẻ săn mồi Fettler Đờ thì lại bị hại chết. Hai bố con nhà này cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền quay về báo cảnh sát. Nhưng chưa chạy được bao xa cậu con trai Sam lại vấp ngã. Sau đó thì bọn họ cảm thấy có gì đó đang đuổi theo họ. Hai bố con liền lập tức cảnh giác. Một con ký sinh bất ngờ lao tới. Ông bố dù đã kịp nổ súng bắn bỏ được nó, nhưng máu từ con ký sinh này lại bắn vào tay ông. Chất axit của nó khiến tay của ông bố bị ăn mòn rồi đứt rơi xuống đất. Sau đó thì cả bố lẫn con đều không thoát khỏi bàn tay tử thần của lũ ký sinh. Ở hành tinh của Fettler Đờ, tín hiệu từ con tàu đó được gửi về cho một kẻ săn mồi. Những hình ảnh cuối cùng thu về lại được cho thấy hình dáng của kẻ địch đã ra tay sát hại một Fettler Đờ. Vì vậy nó quyết định lên đồ bay đến trái đất trả thù. Thị trấn gần nơi con tàu rơi xuống hiện tại vẫn còn yên bình, mà chẳng một ai biết thảm họa sắp ập tới nơi đây. Trong thị trấn nhỏ này có một phạm nhân khét tiếng vừa mới đi bóc lịch về. Vừa xuống xe buýt thì đã được cảnh sát SDUI đến tận nơi đón. Thanh niên vừa ra tù này tên là Dallas, hiện tại vẫn chưa kiếm được công việc gì để làm. Còn cậu thanh niên trẻ này là Zicky, em trai của Dallas, cậu ấy làm ở một tiệm bánh tráng trộn. Hôm nay Zicky đến giao bánh cho cô bạn Jesse, mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Bất ngờ là trong đám bạn của Jesse có mặt ở đây, cũng có cả thằng người yêu của cô ấy luôn. Hắn ta sau khi thấy Zicky trò chuyện thân mật với bạn gái của mình, thì liền vô cớ nổi cơn ghen, sau đấy thì liền đuổi theo tặng anh một cú vào ảnh đại diện. Sau đó hắn ta lại ném luôn chùm chìa khóa của anh xuống dưới chỗ thoát nước. Zicky sau đó đứng dậy nhìn Jesse rồi nén cơn tức. Chuyển cảnh đến bìa rừng lúc này, một anh cảnh sát tìm đến một người đàn ông vô gia cư. Cảnh sát trưởng SD sau nhận được thông tin, thì liền lái xe đến đây với một khẩu súng trên tay. Rồi anh lại nhận báo cáo hai bố con họ đã vào rừng chơi. Trở lại với hai bố con nhà này, cậu bé Sam sau khi tỉnh dậy thì liền tìm bố mình. Ông bố cũng vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, thì con alien lại bất ngờ chui ra từ trong cơ thể của ông ấy. Tiếp đó thì một con alien khác cũng chui từ trong bụng của cậu bé Sam ra. Quay trở lại thị trấn, Kenley vừa trở về sau khi giải ngủ. Chồng và con gái cô liền vui mừng chạy ra đón. Sau đó cả ba người hạnh phúc quay vào nhà. Bên này Zicky vừa trở về nhà từ đường cửa sổ, thì bất ngờ thấy anh trai mình đã ngồi ở đó. Dallas thấy mặt của em trai mình bị đấm, thì hỏi ra mới biết là Dale và lũ bạn của hắn gây ra, và ném cả chìa khóa xuống cống làm anh chưa tỉnh lại được. Dallas sau đấy liền bảo em trả lại cho mình cái gậy đánh bóng, và anh hứa sẽ giúp cậu tỉnh lại được chìa khóa. Mà lúc này con ký sinh đã lẻn được vào nhà của người vô gia cư. Trong nhà cũng chỉ có hai ông lão đang ngồi bên trong với một con chó. Đột nhiên nó đứng lên sủa inh ỏi vì phát hiện ra điều gì đó. Thấy vậy thì một ông lão liền đứng dậy ngó mặt ra ngoài nhìn, thì liền bị con ký sinh từ dưới nước nhảy lên bấu vào mặt. Tiếp đó thì ông lão còn lại cũng cố gắng chống cự lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chịu chung số phận với ông bạn già của mình. Sau đó thì bà trẻ quay về cái nơi tối tăm này, tìm hai anh chồng già này thì thấy cả hai ông đều đã hẹo. Rồi một con alien bất thình lình xuất hiện làm bà trẻ sợ tái cả da máu. Help me. Tiếp đấy một con alien Life Fettler Đờ xuất hiện đánh bỏ nó rồi sơi tái luôn bà trẻ. Cái này người ta gọi là ở hiền mà cũng chẳng gặp lành ấy mà, do đen thôi. Chuyển cảnh ra bên ngoài, con tàu của Cát Cả đã bay đến trái đất và đáp xuống một cái hồ. Cát sau khi đi lên bờ thì liền dò tìm đồng môn, rất nhanh anh đã tìm thấy vị trí của con tàu gặp nạn ở đó. Khi thấy đồng môn bị sát hại như vậy thì anh tỏ ra khá buồn, sau đó lấy một vài vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử. Rồi Cát quyết định cho nổ tung toàn bộ chỗ này, để xóa hết dấu vết cho thấy sự hiện diện của chúng ở đây. Quay trở lại với hai anh em nhà này, tối đến cả hai quyết định cạy nắp cống để đi xuống tìm chìa khóa. Trong lúc tìm kiếm dưới này thì Zicky đã nhìn thấy ký sinh, anh giật mình đánh rơi luôn cái đèn pin xuống nước. Dallas lại cho rằng anh nhìn nhầm tưởng là chuột, sau đó thì ông anh lại tìm thấy cái gì đó ở trên mặt nước. Còn lúc này Zicky cũng đã tìm lại được chùm chìa khóa của mình, rồi hai cả liền rời đi ngay sau đó. Còn ở trong rừng bây giờ, cảnh sát trưởng SD đã dẫn theo mẹ của cậu bé Sam vào rừng cùng nhiều người khác để giúp cô tìm lại chồng con. Nhưng họ không hề hay biết Cát đã xuất hiện ở đây và tìm thấy xác của hai bố con xấu số. Nguyên nhân là vị bị con ký sinh ấp trong người rồi ra với dạng alien. Vì trời quá tối và cánh rừng lại rất rộng lớn, nên bọn họ định để sáng mai tìm kiếm tiếp. Eddie khuyên bảo người mẹ nên về nhà ngủ cho khỏe, rồi cô cũng biết nghe lời. Ở bên cạnh xác của hai bố con, Cát đang dùng axit để loại bỏ chứng cứ cuối cùng còn sót lại.
Nhưng toàn bộ cảnh này lại bị một viên cảnh sát trông thấy tất cả. Cát cũng phát hiện ra viên cảnh sát, thấy vậy anh ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng anh sớm muộn cũng bị nó lấy mạng ngay sau khi nhìn thấy cảnh không nên thấy. Sáng hôm sau, người vợ dán ảnh tìm hai bố con, cô không ngừng tìm kiếm họ trong vô vọng. Cảnh sát trưởng Ed đi bước vào một quán cà phê và gặp Dallas ở đây. Sau đó anh lại hỏi người vợ của anh, cảnh sát bị Cát lấy mạng đêm qua không về à? Cô vợ lại tưởng chồng mình đi cùng Ed đi. Lúc này sự lo lắng liền hiện lên khuôn mặt của cả hai người. Sau đó thì bọn họ lại tiếp tục vào rừng tìm kiếm người mất tích. Tại đây họ đã phát hiện ra một sự việc động trời. Nhìn lên thì thấy anh chàng đồng nghiệp của mình đã bị lột da và treo ngược cành cây. Mà cảnh sát lại không tìm thấy dấu vết hay bất kỳ thứ gì có liên quan. Eddie mang lòng căm hận kẻ đã gây ra những chuyện này, anh nhất định phải tính sổ nó. Bên này thì Jesse đang tìm đến Ricky, anh có muốn mình đi bơi tối nay không? Được em ơi, cô nói mình đã đá tên bạn trai kia rồi. Vậy thì tối nay khoảng 10 giờ ở trường nhé. Được bạn gái rủ, Ricky lại không có lý do gì để từ chối, thế là anh lại có động lực để làm việc. Hôm sau trong khu rừng, Cát lại xuất hiện và đi xuống dưới cống nước ngầm để điều tra thăm dò. Ở đây bọn ký sinh đã ấp trứng thành công. Cát lại tiếp tục tiến hành xóa dấu vết của bọ ký sinh để lại, rồi còn đặt cả thiết bị chiếu tia laser. Sau khi bọn alien xuất hiện, Cát kích hoạt thiết bị laser và dùng súng nhiệt lượng trên vai bắn về phía chúng. Bất kỳ thứ gì chạm phải laser cũng đều bị cắt từng mảnh. Cát một mình chiến đấu với lũ alien hung dữ dưới cống ngầm, nhưng chúng khá đông nên nó gặp không ít khó khăn. Lũ alien trưởng thành sau đó cũng chui lên mặt đất để chuẩn bị hoành hành, Cát sau đấy cũng trồi lên trên. Nó liền tàng hình và bắt đầu đi săn đuổi bọn alien. Cô vợ của anh cảnh sát dây bị lột da bữa nay lại được tan làm sớm. Cô vừa ra khỏi cửa thì liền nghe thấy động trong phòng bếp. Cô vừa quay vào thì lại kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Thôi xin vĩnh biệt mẹ trẻ tại đây, con alien lai tạp liền hóa kiếp cho cô nàng. Tại một quán bar nơi Eddie và Dallas đang ngồi tâm hự. Anh cảnh sát nói với Dallas đã tìm thấy xác của dây ở trong rừng, anh ta bị lột da. Dallas nghe xong mà cảm thấy khó tin. Rồi radio thông tin đến về một vụ nổ ga ở tầng 16. Rồi anh kêu họ gọi ngay cho cứu hỏa và anh sẽ đến sau. Dallas nghe vậy liền chủ động đi cùng để giúp anh một tay. Còn bên này thì kẻ đi săn đang nổ súng tấn công alien. Sự việc khiến còi báo động vang lên inh ỏi. Thấy báo động vang nên anh công nhân đẹp trai này liền đi kiểm tra xem thế nào. Kết quả là vừa quay đầu thì liền bị alien tóm sống, rồi nó đục luôn một lỗ vào đầu anh công nhân. Sau đấy Cát phát hiện ra xác của anh công nhân ở đó thì liền đi ngay. Chuyển cảnh đến chỗ cô nàng Jesse. Ricky đã đến gặp cô ở trường như đã nói. Chúng ta vào triển thôi chứ nhỉ? Buổi tối mà hai cô cậu này còn mò đến bể bơi của trường để làm cái gì đây? Jesse vừa vào thì liền cởi đồ. Nào, giờ anh đang nhìn em đúng không? Thật khiến chim sơn ca không thể không hót. Tất nhiên là anh đang nhìn em rồi người đẹp. Khi hai người đang ăn cháo lưỡi đầy tình cảm, thì đột nhiên mấy thằng bạn trai cũ của cô liền tìm đến. Bọn chúng đến để bắt quả tang cô người yêu đa tình bỏ chúng để yêu anh shipper. Thế rồi Ricky cay cú liền lao vào cả ba thằng ngã xuống bể bơi. Mà bên này, thợ săn Cát lại bị con alien theo sát ngay dưới chân. Kể cả nó tàng hình nó vẫn nhận ra được rồi đánh cho tên thợ ngã xuống dưới. Cát cay cú vì bị đánh lén liền nổ súng bằng bằng. Anh mới bắn có mấy phát mà đã khiến cả nhà máy nổ như pháo hoa. Cũng vì thế mà toàn thành phố bị chìm trong bóng tối. Trở lại bể bơi trường học lúc này, sau khi mất điện cái thì một con alien liền xuất hiện. Nó xuống bể bơi mò đến chỗ bốn anh giai đang giải ngố. Thấy vậy Jesse liền kêu mọi người lên bờ. Thằng nào về bờ trước thì thằng đấy sống, còn thằng nào đen thì bị quái vật bớ đi. Sau đấy bọn họ chạy thoát ra từ đường cửa sổ, nhưng vẫn có thằng chưa kịp chui ra đã bị nó kéo lại. Kết cục khỏi nói cũng biết. Thế là chỉ còn thấy cặp đôi này chạy thoát được. Chuyển cảnh sang bên này, cô con gái của Kenley không ngủ mà lấy ống nhòm ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa hay lại thấy quái vật. Cô bé sợ hãi hét toáng nên gọi đá tì. Dù cô bé đã nói là bên ngoài có quái vật, nhưng ông bố bà mẹ này lại cho rằng con mình gặp ác mộng. Đến lúc quái vật xuất hiện thật thì ông bố lại thành nạn nhân của nó. Giờ ai cứu được ông bố? Thế là hai mẹ con nhà này bỏ chạy ra ngoài mất cả dép. Trở lại chỗ bể bơi lúc này, alien đang ăn xác nạn nhân, thì Cát đột nhiên xuất hiện đâm cho nó một phát từ sau gáy, rồi nó đẩy luôn cái xác người xuống bể bơi và đổ axit để dọn dẹp. Còn Dallas và cảnh sát trưởng hiện tại đang ở xưởng nơi xảy ra vụ cháy, không ngờ anh lại gặp được thằng em mình ở đây. Ricky nói với anh trai có thứ gì đó đuổi theo mình, nó đã làm thịt hai thằng bạn của anh rồi. Nhưng dù có hỏi thế nào, thì Ricky vẫn đéo biết thứ đã săn đuổi mình là cái gì. Sau đó thì Dallas và anh cảnh sát đến bể bơi kiểm tra thử, thì chỉ thấy đầy những vết máu ở đó, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Khi quay trở lại xe, thì Eddie liền gọi cứu hộ đến, nhưng chẳng có ma nào thèm bắt máy cả. Bà hàng xóm này đến nhà hàng để tìm Kelly vì mãi chẳng thấy cô về. Vừa mở cánh cửa thì lại thấy cái xác liền hốt hoảng sợ hãi bỏ chạy. Lúc này máu của Cát đã chảy ra khá nhiều sau khi đi săn alien, vậy nên nó quyết định phải chữa trị. Mà trên về thì Eddie tí nữa thì đâm phải bà hàng xóm. Bà ấy nói với anh rằng Kelly đã hẹo rồi,
Sau khi đưa bà hàng xóm lên xe thì nó mình cần súng, nhiều người cũng đang bị đe dọa đến tính mạng. Thế là họ đi đến một cửa hàng gần đó để lấy súng, họ không muốn rời khỏi đây mà không có trang bị gì phòng thân. Ngoài này thì vệ binh quốc gia đã phái quân đoàn đến, nhanh chóng tiến hành tìm kiếm toàn bộ khu vực và lập hàng rào an ninh, cũng như là tạo hành lang an toàn cho người dân. Eddie thông qua radio nói chuyện với vị trung úy của quân đoàn. Bọn quái vật này bắt người cứ phải gọi là chỉ trong nháy mắt. Đừng mất cảnh giác nhé, vì ma quỷ có thể đang ở ngay sau lưng bạn bất kỳ lúc nào đấy. Từ tiếng ở radio truyền lại thì chỉ nghe thấy toàn tiếng gào thét và súng đạn. Bọn họ đang phải chiến với lũ quái vật mà súng đạn vẫn chưa ăn thua. Chuyện quái quỷ đang xảy ra ngoài đó vậy. Ông trung úy vừa mới mở nắp xe thò đầu ra ngoài thì sau đó, không có sau đó luôn. Cứ thế cả một quân đoàn bị bọn quái vật quét sạch. Còn những người ở đây sẽ không có kết cục như thế đúng không? Đột nhiên ở đây xuất hiện hai thằng bỏ nghĩa làm giật bắn cả mình, thì ra họ là chủ tiệm ở đây. Hai mẹ con nhà này sau khi chạy khỏi nhà vì có quái vật, thì liền chạy vào cửa hàng này. Những người bị thương thì được đưa đến bệnh viện, nơi này có rất nhiều trẻ sơ sinh. Mà quái vật thì lại mò đến tận đây rồi, nó tóm cổ một nữ y tá rồi chém cô luôn. Bà mẹ bầu này thấy quái vật đến thì nhịp tim đập liên hồi vì sợ, nó chỉ định hôn miếng rồi đẻ ít ký sinh vào bụng chơi với em bé thôi mà. Mấy bà bên cạnh làm gì mà hét toáng nên thế. Trở lại bên này, sau khi Dallas hỏi thăm hai mẹ con nhà này thì anh bất ngờ bị cắt bắt đi. Ra đến nơi thì thấy anh đang bị treo ngược lên trên cao. Quái vật đã xuất hiện, bà mẹ thấy thế liền đưa cho anh khẩu súng thế là anh xuống được. Khi con quái vật nhảy xuống nó liền bị cắt bắt được và chém đầu tức thì. Hóa ra cắt dùng anh chàng để dụ con quái vật xuống. Hai người đàn ông kia sau khi thấy cát thì định bắn nhưng cả hai lại bay màu trước. Những người khác thì nhanh chóng bỏ chạy. Riêng thằng người yêu cũ của Jesse thì lại bị Alien tóm được, đen thôi đỏ quên đi. Một mình cát chiến đấu với lũ Alien kinh dị. Quay lại bệnh viện, các máy đo nhịp tim đều chạy thẳng hướng. Điều này khiến các bác sĩ hoảng hốt liền đi kiểm tra các phòng khác. Khi đến phòng nghỉ của các bà bầu thì thấy họ bị những thứ bầy nhầy bám lấy. Và những con quái vật kinh tởm chui ra từ bụng của họ. Hello anh bác sĩ đẹp trai, cho anh một đất nè. Những người còn sống sót chỉ còn lại là số ít. Eddie lại lấy bộ đàm tiếp tục gọi cho vệ binh quốc gia. Tên đại tá đó lại nói tất cả con đường đều đã bị chặn, bây giờ muốn sống thì phải đến cầu hàng không. Mà mức độ nguy hiểm ở đó đã nên đến báo động rồi. Sau đấy bọn lên xe bọc thép của vệ binh thẳng tiến đến cầu hàng không. Đang di chuyển thì đột nhiên Kelly dừng lại và nói việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái cảng hàng không nằm ngay trong trung tâm thị trấn, còn bọn họ thì bị bao quanh bởi những con quái vật ngoài kia. Kelly cho rằng đại tá đã nói dối chúng ta, vì cô từng ở trong quân ngũ nên cô biết. Khi bọn họ đang tranh cãi thì có xe đi đến. Hiện tại bọn họ có hai sự lựa chọn, một là đến bệnh viện bằng xe tăng có máy bay trực thăng, hai là đến trung tâm thị trấn cầu hàng không. Eddie chọn đi với nhóm người khác, rồi những người còn lại đi đến chỗ bệnh viện có máy bay. Sau khi đến bệnh viện, tất cả mọi người phải bảo vệ Kelly, cô là người duy nhất ở đây biết lái trực thăng để ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Khi vào bên trong bệnh viện, nơi này chỉ toàn là xác chết. Thợ săn cát đã tìm đến nơi này. Nhóm người này thì vẫn cứ đi vào bên trong với sự sợ hãi bao trùm. Rồi họ lại đụng độ với Alien. Một trong số họ đã bỏ mạng ngay sau đó. Còn cát bên này lại bị Alien lai tạp chơi một vố đau. Lại bị đánh lén nữa rồi. Cát nhanh chóng phản công bắn bỏ được một con này và thêm một con nữa. Rồi lại rút phi tiêu lấy mạng hai con khác chỉ trong một khắc. Đúng lúc này thì đột nhiên Jesse cắm đầu chạy tới liền bị phi tiêu đánh trúng. Thấy người mình yêu hẹo ngay trước mắt, Ziki liều mình lao lên bắn liên tọi vào kẻ đã lấy mạng người anh yêu nhất. Con Alien liền nhân cơ hội đó đẩy cát cùng ngã xuống dưới. Khi đang chán đời vì mất người yêu, thì Ziki bất ngờ bị con Alien lai tạp tấn công. Sau khi đánh đuổi được nó thì bọn họ nhặt lấy cây súng, mà cát đánh rơi lên rồi tiếp tục đi tiếp. Khi lên đến được trên sân thượng của bệnh viện, những con Alien lại phục kích săn ở đây, trước sau đều bị bao vây, nhưng Dallas đã nhanh chóng biết cách dùng khẩu súng này. Mà máy bay thì vẫn chưa tới nơi. Còn nhóm của cảnh sát trưởng Eddie đã tới cầu hàng không. Nơi đây là một bãi chiến trường đang căng mình chống chọi lại với lũ quái vật. Eddie hỏi tên đại tá là cầu hàng không rồi, tên đại tá lại nói đang đến và bảo họ cố gắng giữ vị trí. Dallas đã nói mình sẽ ở lại cầm chân bọn chúng, kêu thằng em hãy lên trực thăng với mọi người. Được rồi đến đây nào bọn quái vật, tao cho chúng mày ăn đạn ánh sáng. Rồi ba còn lại đã chui được vào trong chiếc máy bay, rồi khởi động nó. Đúng lúc này thì súng lại hết đạn, Dallas ngẩng đầu nên thì lại thấy mình sắp thành mồi cho quái vật. Thôi anh còn một viên tặng mày lốt. Hết con này lại tới con khác lao tới, may mà Cát đột nhiên xuất hiện cứu anh một mạng. Cát đến đây là để tìm Alien lai tạp báo thù, cả hai sẽ đấu với nhau một trận. Trong lúc trực thăng đang cất cánh, thì một con Alien xuất hiện dọa cô bé con sợ vãi tè ra quần. Nếu không nhanh thì bọn chúng tấn công cả trực thăng. Đúng lúc này thì Dallas cũng kịp chạy đến, anh đóng cửa lại rồi trực thăng nhanh chóng bay lên. Còn dưới này thì trận chiến giữa Cát và con Alien lai tạp kia vẫn rất gay cấn.
con alien lai tạp giữa hai giống loài nên có phần nhỉnh hơn hẳn với Cát, dù vậy nhưng vẫn phải đánh một trận xanh chín cho ra lẽ mới được. Cát dù bị nó ép vào tường cùng nhưng vẫn giật phăng cái miệng trong của nó, rồi lại kích hoạt dao ở tay đâm vào đầu của nó. Trong cả hai con quái vật vẫn còn mải đánh nhau thì máy bay phản lực đã đến, họ thả một quả bom hạt nhân xuống phía dưới. Khi Eddie nhận ra thì đã quá muộn. Nó hủy diệt toàn bộ mọi thứ ở thị trấn. Mọi thứ ngay lập tức bị thổi bay. Luồng khí từ đó khiến máy bay khó kiểm soát rồi rơi xuống khu rừng gần đó. Sau khi thành công thoát khỏi vụ nổ mà vẫn còn giữ được mạng. Nhưng rồi lại có những tiếng động quanh đây. Nhóm người sống sót cuối cùng lại may mắn chạm trán với người của quân đội. Cũng may là không phải alien. Con người vẫn là thứ độc ác nhất. Họ sẵn sàng vì một thứ gì đó mà nhẫn tâm hủy diệt cả một bang. Người cầm đầu là kẻ đáng trách. Chúng để lại cho những còn sống sót là nỗi khiếp sợ. Đây là một bộ phim cực kỳ thú vị. Nếu bạn muốn mình làm tiếp bộ phim nào hãy comment ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn bạn.